Thôi mình xin chào quý anh chị luôn nha. Thì giờ hiện giờ mình đang rảnh đây, nó cũng rảnh xe cũng rảnh khách đó. Đó số này số mình có đưa thứ sáu rồi, giờ like rồi đó, ngày 13 rồi, giờ mình sẽ đưa luôn cái Quảng Ngãi luôn, rảnh thì mình quay luôn nha anh chị. Đó Quảng Ngãi cái ngày 14 tháng 10 thứ bảy luôn. Rồi. Rồi số 60. Đầu tiên 16 41 32 423 à. Rồi số 14 rồi, 423 số thay cũng 2 605 397 788 979 203 đất năm như thế này, 221 449 đất năm. Rồi tiếp tục Quảng Ngãi 59 81 63 72 90 808 617 226 035 444 à, và số 4 số đẹp quá trời luôn, 666 444 à, số đẹp nha, để 666 444 nha, số đẹp nha. Rồi rồi mình quay video clip cho anh chị, mình vừa xong cái số Quảng Ngãi ngày 14 đó. Thì cũng mong rằng anh chị ở khu vực huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi quê hương em, quý vị nào có đi du lịch, đi chơi, đi công việc thì đi ngon qua chỗ đồng 2 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đối diện cây xăng dầu Tịnh Đông, Vinh Nam Tân Tịnh, ở khu các thuốc nhân qua đường và kế xanh đường. Quý vị mua một tờ giấy số đó để mình cầu may đổi đời, 10.000 chỉ là mua viên kẹo mút thôi. Nhưng quý vị anh chị mình mua có thể là mình lên tỷ phú đó. Thì cũng cầu mong ông bà phù hộ, thần tài gõ cửa cho quý vị chúng được những con số giải cao nhất. Thì em cũng cảm ơn quý vị đã xem cái video này của em, dành thời gian xem, đó là một cái duyên, biết đâu quý vị sẽ có một ý nghĩ mua tại giấy số đó, lúc đó quý vị trúng tỷ phú rồi cũng nghĩ đến em đó. Thì anh chị hãy dành thời gian đó, mua cho mình một tài giấy số, biết đâu nha anh chị. Rồi thì Zalo của em số điện thoại 0968634712 đó, ngân hàng Agribank 451-220-527-3226 đó. Rồi anh chị lấy số trước 5:20. Rồi em ơi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều.